Xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Kính thưa các bác, thì hôm nay chúng em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng phụ kiện, đó chính là bắp chuối. Đây chính là bắp chuối, là giúp chúng ta có thể là đầu nối vào loa và âm ly nó dễ dàng. Và cái ưu điểm của nó là nó sẽ tiếp xúc với loa và âm ly nó sẽ tốt hơn. Đó là chính ưu điểm của nó. Và kính thưa các bác, thì đây chính là cái bắp chuối loại 2 nhé các bác nhé. Đây chính là bắp chuối loại 2. Và cái video trước thì em cũng giới thiệu với các bác loại bắp chuối loại 1 rồi. Thì đây chính là cái bắp chuối loại 1. Và chúng ta sẽ so sánh xem là loại 1 và loại 2 nó khác nhau như thế nào. Thì các bác nhìn qua thì chúng ta có thể thấy là khác nhau rồi đúng không ạ? Thứ nhất về cái kiểu dáng của cái chuôi cầm nó đã khác nhau rồi này. Ví dụ như cái này thì nó là rất là nhỏ. Nó thiết kế là trơn luôn. Đó. Cái loại này thì là nó to hơn và nó có cái để cho chúng ta cầm nắm rút ra rút vào rất là dễ, không trơn các bác nhé. Nó và cái bao bọc bên ngoài thì nó là một lớp cao su. Đó, đây chính là cái loại loại 1. Là nó được bao bọc lớp cao su bên ngoài để giúp chúng ta cầm nắm rất là dễ chịu. Còn cái loại này thì nó là kim loại luôn, thiết kế kim loại luôn. Đó. Tiếp theo về cái đầu tiếp xúc thì các bác có thể thấy này. Đấy. Đầu tiếp xúc rất là đẹp, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Ra làm rất là cẩn thận, nhìn rất là đẹp luôn. Loại 2 thì nhìn nó như là cái quả tên lửa ấy, kiểu như quả phóng lựu gì đó. Đó. Thì loại này thì nó rút ra rút vào khó hơn nhé các bác nhé. Cái loại này thì rút ra rút vào rất là dễ này, cắm cũng dễ, rút ra cũng dễ. Và nó vẫn đảm bảo được cái chất lượng. Nhưng loại này thì là nó rất là cứng. Rất là cứng, khi mà chúng ta rút ra rút vào thì nó hơi khó. Nhưng đó là loại 2. Đó. Thì chúng ta đã phân biệt xong loại 1, loại 2. Và cái loại 2 này thì cái giá thành nó sẽ là rẻ hơn cái loại 1 nhé các bác nhé. Giá thì nó sẽ rẻ hơn. Nhưng công dụng của nó thì như nhau. Nó chỉ khác về thiết kế và cái chất lượng thì cái loại kia thì nó sẽ tốt hơn thôi. Và các bác có thể thấy là đây là nhà sản xuất, người ta cũng có in cho chúng ta sẵn cái dòng chữ màu đen này, tượng trưng cho cực âm này. Và dòng chữ màu đỏ tượng trưng cho cực dương này. Đó. Thì khi chúng ta đầu nối hoàn toàn dễ dàng. Và cái loại này nữa thì là nó có hai con ốc, một con ở trên này và một con ở dưới. Các bác có thể thấy. Thì khi mà chúng ta đấu dây loa vào thì chúng ta sẽ vặn hai cái con ốc này ra. Đó, vặn hai con ốc này ra thì chúng ta sẽ đút dây loa vào trong này, đút dây trực tiếp dây loa vào đây và chúng ta vặn chặt lại bằng hai con ốc này. Thì nó có hai con ốc này thì giúp chúng ta vặn rất là chặt. Đấy, vặn rất là chặt nha các bác nhé. Và cái bắp chuối này thì nó có xuất xứ là Trung Quốc. Đó. Xuất xứ của nó là Trung Quốc. Thì hiện tại thì trên thị trường rất là nhiều loại bắp chuối, nên các bác cố gắng làm sao mà mua thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu trước làm sao nó được cái sản phẩm ưng ý nhé các bác nhé. Và các bác nhìn hiện tại thì bên em nhìn màu của nó là màu vàng óng ánh rất là đẹp. Đó, nhìn khi chúng ta cắm vào cái âm ly nhìn nó rất là sang trọng. Đó, tuy là loại 2 thôi nhưng người ta thiết kế rất là đẹp, rất là sắc nét đúng không ạ? Thiết kế rất là đẹp, rất là sắc nét, tinh tế, rất là tinh tế luôn. Em cũng rất là khâm phục người Trung Quốc, người ta làm rất là khéo và tỉ mỉ mà cái giá thì lại rất là rẻ. Và em cũng nói với các bác một đôi điều là thật ra đừng chê hàng Trung Quốc, bởi vì ngày xưa thì em không biết nhưng bây giờ em sang bên đó rất là nhiều rồi, đến rất là nhiều thành phố lớn. Thì con người ta rất là văn minh và cái chất lượng của người ta bây giờ người ta đòi hỏi rất là cao, tiêu chuẩn ấy, tiêu chuẩn và chất lượng đòi hỏi rất là cao rồi các bác ạ. Thế nên đừng bảo là hàng Trung Quốc là rẻ, là hàng đều, không có đâu các bác nhé, không bao giờ phải đó. Bởi vì cái người Trung Quốc bây giờ người ta ấy, thứ nhất là cái người ta văn minh này, thứ hai là cái tiêu chuẩn chất lượng người ta đòi hỏi rất là cao rồi. Thế nên là cái hàng Trung Quốc bây giờ cũng rất là chất lượng, rất là tốt nhé các bác nhé, chứ đừng nói là cứ gọi là mình vơ đũa cả nắm là không đúng. Đó.
thì như em được sang bên đấy, em được thấy là cái chất lượng của người Trung Quốc, người ta sử dụng sản phẩm của bên người ta rất là cao, rất là tốt đó. Thì nên các bác lưu ý cho em một cái điều đó. Và bên em thì cũng nói thẳng luôn, bất kỳ sản phẩm nào xuất xứ ở đâu thì em sẽ nói ở đó, đó. Chứ không bao giờ là có chuyện là treo đồ dê bán thịt chó, các bác hoàn toàn có thể yên tâm. Đó, cái sản phẩm này xuất xứ Trung Quốc. Và hiện tại thì nó đang được bán tại Tuyên Vũ Audio. Nếu các bác quan tâm thì để lại bình luận hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới số 0978 503 822 để được bên em hỗ trợ. Em cũng cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Và các bác nhớ like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.